Trong video này mình sẽ chia ra thành 3 phần. Phần đầu là mình sẽ giới thiệu bản thân một xíu. Phần thứ hai là những thứ chuẩn bị trước khi đi du học. Và phần thứ ba là trải nghiệm khi đi du học của mình. Đoạn này mình đang đi đến nhà bạn mình để chuẩn bị đi chơi. Trong mấy cái bịch này là đồ ăn của tụi mình đem theo để đi picnic đó. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Ngọc Minh. Mình sinh ngày 12 tháng 12 năm 2002. Mình cung nhân mã và mình thấy nó chính xác 80% với mình luôn. Thì để đi đến cái vườn quốc gia ngày hôm nay, tụi mình phải bắt chuyến tàu với lại một cái chuyến đi bus nữa. Tại vì cái vùng đó là cái vùng ngoại ô mà trường mình ở ngay trung tâm nên nó cũng hơi xa. Hello, hello mọi người. Mình đang học trường Drexel University, ngành Marketing với Business Analytics. Mình đi học theo diện học bổng 50% nha. Đó, sao nó thấy mặt tao mày. Của em đó, cái phụ chị vì em đó. Đoạn này tụi mình đang đi bắt cái bus ở trên city. Người ta đã chuẩn bị trang trí Giáng sinh rồi. Điểm SAT của mình là tầm 1.400. Lần đầu mình thi chỉ được 1.200 thôi. Nhưng mà mình học thầy Minh trong 2 tháng. Và thầy dạy rất là hay nên mình đã lên được 200 điểm. Do mình học 3 năm cấp 3 bên Mỹ nên trường không yêu cầu mình phải nộp TOEFL nữa. Trời ơi, vừa đúng bớt. Cái này phải King of Prussia là đi King of Prussia đi và GPA của mình là 3.91/4. Hồi đó mình nộp 15 trường và đều được nhận và có học bổng hết. Giờ tụi mình lên bus, tụi mình sẽ ngồi chờ một tiếng là sẽ đến. Đến gì đâu, đến đâu? Valley Port. Đến sao mà đọc xe nó đúng nha. Valley. Anh không biết đọc, chữ sao đọc sao? Valley Port. Port. Đường đi đến Valley Port rất là đẹp. Mình siêu ghiền mùa thu ở bên Mỹ luôn. Chắc các bạn follow Insta mình thấy mình đăng story hoài cũng biết. Mình chọn Drexel là tại vì chương trình có ốp với lại trường ở ngay trung tâm thành phố nên đi đâu cũng rất là tiện. Thì giải thích một xíu về chương trình có ốp của trường mình. Thì học sinh trường mình được đi học và đi làm xen kẽ với nhau. Thì bắt đầu từ năm 2 tụi mình sẽ đi học 6 tháng và đi làm 6 tháng nhận lương như một nhân viên bình thường luôn. Nên vậy cho đến lúc mình tốt nghiệp mình sẽ có 1.5 năm kinh nghiệm đi làm. Thường tiêu chí xét học bổng Đại học Mỹ thì người ta sẽ nhìn vào toàn bộ hồ sơ của các bạn luôn. Nhưng mà mỗi trường mỗi khác nên các bạn lên trang web của trường mình muốn nộp để xem nha. Cái chỗ này là cái mall to nhất nước Mỹ luôn á. Thì sau một tiếng ngồi mòn mỏi trên xe buýt tụi mình đã đến nơi rồi. Tụi mình đến chỗ này để xin cái bản đồ đi hiking. Dựa trên kinh nghiệm của mình thì các trường hệ liberal arts của Mỹ sẽ cho nhiều học bổng hơn là hệ national. Nhưng do tính cách của mình không hợp nên mình chỉ nộp national thôi. Sale t-shirt. Má ơi, sale cái gì mà còn $20 má. Giá gì vậy? Nhiêu tiền dạ? $7 cái này. Chai nha. Thì tổng chi phí của trường mình bao gồm tiền ăn ở và học phí là 75.000 một năm. Nhưng do mình có học bổng 50% nên mình đóng tầm 35.000 một năm. Thì mức đóng này đã là hơi quá sức với nhà mình rồi. Nên mình đang cố tốt nghiệp sớm một năm để tiết kiệm được tiền học. Nên trong năm gap year của mình đã tranh thủ học và thi rất là nhiều lớp AP. Nên lúc qua trường mình đã có sẵn 35 credit gần như là năm 2 luôn rồi. Lạnh quá mọi người ơi. Đói bụng quá nên mình ăn xíu mọi người. Mắt quay to. Ngon. Thank you. Chỉ có người giảm đen. Đừng có quay hai người này. Tôi làm. Nếu các bạn không biết AP là gì thì AP là viết tắt của Advanced Placement. Nó cùng thuộc tổ chức của kỳ thi SAT luôn.
thì nó có rất là nhiều môn để các bạn chọn, từ toán cho đến kinh tế, tâm lý. Nên mọi người có thể chọn và thi môn nào mình thích. Và nếu các bạn thi đạt điểm trường các bạn yêu cầu thì các bạn có thể chuyển credit và sẽ không phải học cái lớp đó trên đại học nữa. Hồi đó mình luyện thi 5 môn ở 7A Star, mình sẽ để info ở dưới nha. Lúc mà mình đi đang là âm 1 độ và các bạn xem chú này mặc đồ đi. So với tụi mình chùm từ đầu tới đít. Cái này là cái nhà mà hồi đó lính Mỹ ở đó mọi người. Dễ thương quá à. Trời đất mẹ ơi, đứa nào hét dữ vậy? Đứa nào hét dữ vậy? Đáng sợ. Do hồi cấp 3 mình học ở Mỹ nên mình đã khá quen với cuộc sống bên đây rồi, nên mình không cảm thấy nhớ nhà hay gì hết. Lúc mà mới qua đây học cấp 3 thì mình có bị khó khăn trong việc nghe một xíu. Do hồi đó mình học trường công, mình không có nghe tiếng Anh nhiều. Mình nhớ có lần ngồi nghe thông báo của giáo viên mà mình không có nghe được người ta nói cái gì hết trơn, trội luôn. Thì cách mình làm là mình đọc bài trước khi đến lớp, xong rồi có cái gì không hiểu mình sẽ đến office hour của giáo viên để hỏi bài. Cứ như vậy tầm 2 tháng là mình đã quen rồi. À, chỗ này đẹp quá mọi người ơi. Do tụi mình ngựa ngựa đòi đi đường tắt nên phải đi cái đường nham nhở này, không có chịu đi đường mòn. Lội cay, lội cối. Em là người vào là phải đi đường hết. Thử đi. Đẹp quá à. Đi để mình ngắm cảnh, mình thổi thiên nhiên. Điều mình thích nhất khi qua Mỹ là mọi người ở đây rất là thân thiện. Người ta ít khi nào phán xét nhau lắm, mọi người thích mặc gì, làm gì cũng được hết trơn. Nên mình cảm thấy rất là thoải mái khi ở đây luôn. Sau một hồi ngựa ngựa đi chụp hình thì cuối cùng tụi mình cũng đã bị lạc. Và bây giờ phải xem lại bản đồ. À, mình đang ở đây. Ê, mình đi cái Baptist Trace không? Từ khi qua đây là mình đã tăng 4kg rồi đó mọi người. Mọi người có thấy cái mặt của mình nó mập lên theo từng video luôn á. Và đây lại là thêm một pha chui vô bụi rậm đi đường tắt. Trời ơi, cuối cùng đã kiếm được cái bàn ngồi ăn rồi. Cách làm quen bạn mới thì ở đâu cũng vậy thôi, là mình lại bắt chuyện nói chuyện với người ta. Thì làm bạn chung câu lạc bộ là dễ nhất, tại vì có nhiều chủ đề chung để nói chuyện. Mà người Mỹ người ta rất là thân thiện nên mọi người đừng có lo nha. Hello, hello, chúng ta đã meet it. We meet it. Chúng ta hãy dọn đồ. Cũ luôn rồi đúng không? Cũ lắm luôn rồi. Ê, cho anh cái đồ trắng đó. Thì đi du học mình sẽ có nhiều cái trải nghiệm mới lạ mà mình sẽ không bao giờ có nếu mà mình ở Việt Nam. Còn về lâu về dài thì mình vẫn muốn về Việt Nam, cho mình muốn ở gần gia đình với lại bạn bè mình. Với lại mình nghĩ là không có nơi nào mình thấy vui bằng Sài Gòn hết trơn á. Ở bên Mỹ một kỳ mình phải học tối thiểu 12 credit. Nhưng mà do mình muốn tốt nghiệp sớm nên mình lúc nào cũng đăng ký tầm 19-20 credit là tối đa hết. Make a move, the way my hands feel on your body, we were dancing in the dark. Và sau đó tụi mình dừng lại để chụp hình và đây là hình bạn mình chụp cho mình. Chụp. Ý, cái này nó sẽ chụp được, Đây như mình á. Đi 3 bước nghỉ nửa tiếng đồng hồ. Đó,
đó hết trơn. Hỏi sao đi không mệt. Hỏi sao không mệt gì hết. Con có một cái quả rất kỳ lạ. Này chôm chôm á. Chôm chôm hả má? Thì điên nè. Chôm chôm có ở xứ. Có xứ ôm đới hả sao? Đánh một cậy cho mày chết. Quả corona. Bạn roommate của mình là người Mỹ ở đây. Nó sống cách trường mình nửa tiếng đi xe thôi à, nên tuần nào nó cũng về hết trơn. Tụi mình match nhau ở trên cái roommate matching form của trường mình á. Và tụi mình ở siêu siêu hợp với nhau luôn. Sắp tới mình sẽ về nhà nó để ăn Thanksgiving nè. Tụi mình đang ngồi đợi xe buýt đi về. Xin chào xin chào mọi subscriber của Miley Cyrus. Chào hơi dài cắt. Mệt. Chúng tôi đi bộ quá xá mệt mỏi. Có mệt không vậy? Mệt, mệt thiệt. Trời ơi. Candy shop. Nó đã đến. Ủa cái gì vậy? Ủa? Ủa? Rồi xong. Ủa cái gì vậy? Cái xe buýt nó vừa nhìn mọi mình xong nó có thể nó đi thôi. Có chance là bây giờ mình sẽ bị bỏ lại ở đây trên cái núi này và không đi xuống được. Thuê với Airbnb ngủ lại mọi người ơi. Chắc thế. Ngồi đợi trong vô vọng. Ok mọi người ơi, update tình hình là có vẻ bọn mình đợi nhầm ở bus stop, bởi vì ở đằng kia có một cái công trường nó đang thi công. Thế nên là bọn họ chuyển cái trạm chờ xe buýt xuống hẳn ở dưới gần chỗ để xe. Và bọn mình không biết điều đấy, theo bây giờ phải đợi cái chuyến tiếp theo là 4:24. Đó, tại vì nó kêu tụi bay là coi cho nó kỹ vô. Như má luôn. Tôi dặn là không bao giờ thừa hết á. Chúng tôi quá mệt. Rất mệt. Miley đẹp quá mày. Xinh quá à. Ừ, xinh quá. Xinh quá à. Cái người thật hơn miếng đi. Vật cam anh là vậy đó. Miley nhìn là cảm thấy coi quý sao thấy xúc động. Em là cái cây màu đỏ. Em hùa theo thôi. Em cũng hùa theo. Hồi cấp 3 mới qua Mỹ thì mình không có thấy nhớ nhà lắm, chỉ có là nhớ đồ ăn Việt Nam thôi. Còn vụ phân biệt chủng tộc thì do mình ở trên campus trường nên mình chưa gặp bao giờ. Còn mình có nghe nói nhiều vụ ở trên city có nhiều thể loại á, nhưng mà nếu mà bị thì cũng kệ thôi chứ biết sao giờ. Trời ơi, nãy tụi mình đứng đợi đúng chạm rồi mà nó đi đó mọi người. Đây là thời gian nãy cái chiếc report anh. Ừ, mẹ ơi, đứng đợi một tiếng cái xe buýt. How much I love you. I put your favorite song on. Just to wake you up. Do học sinh quốc tế chỉ được làm ở trên campus trường thôi, thì hiện tại mình đang làm Student Ambassador, là người dẫn tour với lại giới thiệu trường cho mọi người đến thăm trường của mình. Chúng tôi đã về đến trường rồi. Những con người co ro chúng rúm. Nó quay được từ 2 lần không có chỗ nào. Cái mặt của anh á, cái mặt của anh á. Không có chỗ nào hả? Lúc đi. Trời sao nhìn em giống như là khủng bố vậy. Là cái con mắt. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn luôn. Hello. 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 Can we stay here forever?